Chào các bạn đã đến với kênh Anh Bảy Vlog. Chào các bạn nha. Rất vui đã gặp lại các bạn video tiếp theo của mình nha các bạn. Tình hình là có một bạn yêu cầu mình làm bữa cơm ăn giả các bạn ơi. Rồi mấy anh em mình quyết định bữa nay sẽ làm luôn các bạn. Mấy anh em mình ra vườn dân lứ với bắt cái này bắt kia vô. Rồi. Theo bắt luôn. Ra gặp cào cào các bạn ơi, lâu lắm mới gặp. Chụp. Trời ơi. Bắn luôn hay gì? Mấy anh em mình ra vườn sẽ đi dân lứ rồi bắt con này con kia rồi sẽ làm bữa cơm ăn giả nha các bạn. Các bạn có ý tưởng thì hay nhớ comment dưới cho mình nha. Trong khả năng của mình sẽ cố gắng làm video các bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Like và đăng ký kênh rồi. Nhấn chuông chia sẻ giúp mình các bạn để kênh mình phát triển hơn các bạn ơi. Mấy anh em thì sẽ cố gắng làm video hay hơn các bạn ơi. Rồi mấy anh em mình đi các bạn. Mấy anh em mình đi tới chỗ dân lưới các bạn ơi. Rồi ông anh mình sẽ xuống dân lưới nha các bạn. Dân cá mồng tông vô cái mình sẽ chế biến món ăn các bạn ơi. Khô khô hay làm gì á. Tên lưới này cũng khá dài các bạn. Văng nãy giờ mình chưa hết nữa. Mới văng mà thấy dính cá mồng tông rồi các bạn ơi. Tông anh em mình khô khô. Rau luộc. Bữa cơm dân dã nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ like cho mình thật là nhiều các bạn. Để mình có động lực làm những video tiếp theo hay hơn các bạn ơi. Ai comment dưới trong khả năng mình sẽ rất là cố gắng để mà làm video đó các bạn. Bạn nhớ ủng hộ mình nha. Xem nhớ cho mình một like. Đăng ký kênh nha các bạn ơi. Cuối cùng ông anh mình cũng văng lưới xong các bạn ơi. Văng lưới xong rồi. Chưa mới văng mà thấy nó giật phao quá trời các bạn ơi. Vậy là im rồi đó. Vậy là có cá ăn nữa nha các bạn. Giờ mấy anh em mình văng lưới xong rồi mấy anh em mình sẽ đi hái rau nha các bạn. Ông anh nãy giờ lội từ đẳng ở đây cũng khá là mệt rồi. Các bạn xem nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Làm một video không phải dễ nha các bạn ơi. Em mình cũng đi lội chỗ này chỗ kia đồ làm lắm. Bạn xem nhớ ủng hộ mình nha. Rồi đi hái rau các bạn ơi. Mình đi vòng vòng nãy giờ cũng kiếm được bụi rau lan ở bên bờ này các bạn ơi. Quá trời nó đọt ngon luôn các bạn ơi. Quá trời đọt ngon luôn. Mấy anh em mình vô luộc chung với rau chay nãy là ok nha các bạn. Đọt ngon nè các bạn ơi. Mấy anh em mình cố gắng bữa nay sẽ làm một video dân dã sẽ rất là hấp dẫn nha các bạn. Các bạn xem nhớ ủng hộ mình nha các bạn ơi. Mình sẽ ra những video khác hay hơn nữa các bạn. Không quay vô mặt nó nói chuyện. Nãy giờ mấy anh em mình trên đường đi hái rau rồi vô gặp tiêu các bạn ơi. Tiêu này hồi mình sẽ vô mình bỏ chung với cá nha các bạn. Quá trời tiêu luôn. Cá kho siêu ngon. Cá kho tiêu siêu ngon các bạn. Cá kho tiêu siêu ngon luôn. Trời ơi, tiêu này bỏ vô thơm thánh bàn ơi, thứ gì chịu nổi. Quá trời các bạn ơi. Mấy anh em mình đi hái rau xong rồi quay lại chỗ dân lưới nãy các bạn ơi. Chỗ dân lưới nãy nè. Rồi ông anh mình xuống luồng nha các bạn.
lùa chỗ xong chỗ cái đám lục bình này lại đằng kia rồi. Mấy anh em mình dở lên thử coi có dính nhiều không nha các bạn ơi. Nãy là mới văng là thấy dính cũng khá là nhiều rồi đó. Nếu dính nhiều mình sẽ vô mình làm một hai món nha các bạn. Một hai món bữa cơm mùa dịch các bạn ơi. Rồi hôm nay mình đập ăn cho nó vô lưới các bạn, tới lưới rồi. Dở xem coi dính nhiều các bạn ơi. Trời ơi có kìa. Quá trời các bạn ơi kìa. Dở 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 lên cái anh Tư. Đó. Chưa được mét nữa dính rồi kìa. Quá trời các bạn ơi. Rớt rồi. Đừng dở cao quá nha anh Tư. Ừ. Khúc đó đập không mà chạy vô ghê không? Mới đâm vô mà nè, mới đập. Đập nó mới đâm vô không mà dở mạnh quá nó rớt đó, rớt đó. Ừ vậy đi. Hồi tới lên rồi dở cao lên các bạn coi nha các bạn. Dữ lắm mà dở lên cái anh Tư. Khúc nào dính nhiều nhiều dở lên cho người ta coi cái. Trời ơi, khúc này nè. Ủa trời, cá rô. Dữ lắm các bạn ơi. Gì? Ừ, cái phi con đó. Rồi. Mình không có dở cao được các bạn ơi, nó dính mình dở cao quá nó rớt các bạn. Mới dính không các bạn, anh Tư đập á. Đập rồi nó chạy vô, nó quảng nó chạy vô lưới nha các bạn. Còn hồi cuốn xong cái lên mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Chứ cái này mình quay cho các bạn thấy dính nha thôi chứ mình không có dở lên cao được các bạn. Rớt ủ lắm các bạn ơi. Rồi vậy hồi nó lên thì mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Bạn nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Khúc cuối các bạn ơi. Khúc cuối này anh Tư đập đẳng không mà nó không có dồn tới đây nha các bạn. Đây là cuối lưới rồi. Đập nó mới chạy. Đập nó mới dính nhiều nha các bạn. Đập nó quảng nó sợ. Nè, khúc ngang nó giữ nè. Lỗ hàng cho các bạn coi này nha các bạn. Ôi dữ lắm bạn ơi. Khúc chỗ sắt mé này dính quá trời dính các bạn ơi. Đây. Quá dính rồi. Rồi anh Tư cuốn xong rồi đem lên cho các bạn coi ha, mình quay cận cảnh cho các bạn coi luôn. Tại nãy giờ không mình không dám dở lên cao được nha các bạn. Rồi, cao lên. Các bạn thông cảm cho mình nha. Ôi. Lên, chuyện lên cho Đạt đi. Chuyện lên cho đầu bếp đi. Rồi qua quay cho các bạn coi nha các bạn. Này các bạn ơi, nhiều lắm các bạn ơi. Trời ơi, dữ lắm các bạn ơi nè. Quá trời luôn các bạn ơi. Này nữa mình vô mình làm hai món phải không đầu bếp? Hai món. Đầu bếp của mình nha các bạn. Một món là chiên làm nước mắm làm với một món là kho khô để tiêu xanh nha các bạn. Rồi, mình vô làm rồi mình sẽ quay cho các bạn xem các bạn. Mấy anh em mình chà xong các bạn ơi. Chà xong hết dãy rồi bắt đầu mần các bạn. Màu mần rồi xong mình sẽ đi kho tiêu các bạn ơi. Rồi các bạn theo chân mình nha các bạn. Rồi mấy anh em mình đến địa điểm mới rồi các bạn ơi. Mấy anh em mình tính cắt cái chòi đặng quay văn giả món ăn này kia rồi săn bắt là món ăn các bạn. Mà vô tình ông chú ông thấy vậy rồi ông có cái chòi ở ngoài ao cá nè các bạn. Mấy anh em mình sẽ quay đây luôn nha các bạn. Quay ẩm thực văn giả đổ đây luôn. Đây là đồ mình đem ra đó các bạn. Cái caramel lại review nha các bạn ơi. Đem ra cái gì? Nước nữa chút mình vô gạo với lột rau nha các bạn. Ủa, gạo nè, chén đũa này đủ thứ luôn. Muối đường một ngọt như đây có chân nha các bạn. Đây là tép mỡ nha các bạn. Tép mỡ với kho cá ăn như cái này trứng mắt luôn. Quay cái chảo kho cá này. Cá kho nha các bạn, đang đợi nhóm lửa nha các bạn. Đây là đầu bếp mà mình nướng về, mình mướn về từ Singapore các bạn ơi. Chào các bạn nha. Trọng Đạt. Đây là mai mốt là quay văn giả đồ là đầu bếp này sẽ chịu trách nhiệm các bạn. Chịu trách nhiệm nấu ăn này kia đồ là đây hết. Đầu bếp mướn từ Singapore. Còn caramel thì mình mướn từ về từ Hàn Quốc các bạn ơi. Còn mình ở Việt Nam. Đây khung cảnh rất là ok nha các bạn. Bây giờ đây là ông chú ông cho mình mượn quay luôn đó các bạn ơi. Đây là cái lò đó, hồi mình chút xíu mình sẽ nấu cơm đổ đây luôn các bạn. Bạn muốn có ý tưởng gì nhớ comment với cho mình nha. Trong khả năng mình sẽ
cố gắng làm theo các bạn ơi. Cuối cùng anh em mình đã nhóm lửa cháy các bạn ơi. Ở ngoài này gió quá trời gió luôn. Trời mới mưa xong gió quá nhóm rất là khó luôn. Cuối cùng nhóm cũng cháy rồi. Cháy rồi anh em mình sẽ luộc rau và nấu cơm kho cá nha các bạn. Nãy giờ cũng khá đói bụng đó các bạn ơi. Các bạn đợi mình nha. Rồi. Rồi giờ mình luộc rau nha các bạn. Nước sôi nè. Ủng luôn. Nước quá thì sôi các bạn ơi. Để rau vô luộc thôi. Rau lan, rau thái mình lấm chân nè, nó muống rồi nè. Lộn xộn. Mấy anh em mình luộc rau xong rồi tới nấu cơm nha các bạn. Đây luộc rau xong rồi nè. Rau xanh lẹ lét luôn, quá thì ngon các bạn ơi. Giờ tới nấu cơm. Mấy anh em mình đem có cái một cái lò một các bạn ơi. Bởi vì làm từ món lâu quá là lâu luôn. Mới làm văn giả ngoài vườn các bạn ơi, còn bỡ ngỡ. Sau này mấy anh em mình sẽ rút kinh nghiệm các bạn. Nãy giờ cũng hơi lâu các bạn, dở ra coi nó sâu chưa các bạn ơi. Wow. Sôi nghe các bạn. Này mình nấu cơm chắc nước các bạn ơi. Này xong mình đi kho cá nữa là mình kho cá với chiên cá nữa là mình dục được các bạn. Mới làm hơi lâu quá, hơi bỡ ngỡ nghe các bạn ơi. Rồi các bạn đợi mình nha. Nấu cơm xong rồi còn kho cá nữa nha các bạn ơi. Chín hả? Chín đậy lại cho nó có hơi đi. Rồi các bạn đợi mình nha các bạn, mình đi kho cá nha. Thơm không các men? Quá thơm luôn các bạn ơi. Này ăn bể đầu cơm luôn nha các bạn. Giờ mình thấy không là mình đói bụng lắm các bạn ơi. Sáng giờ mấy anh em mình chưa ai ăn chưa nha các bạn. Giờ lẹ lẹ chuyển diễn mưa nữa rồi. Ôi ôi trời quá ngon các bạn ơi. Không, các bạn ơi. Đợi mình chút xíu các bạn ơi. Dữ lắm dạ. Ngon rồi các bạn ngon ơi. Quá. Trời chuyển mưa nữa các bạn ơi. Trời chuyển mưa nữa rồi. Quá trời chuyển mưa luôn rồi kìa. Cố gắng phải lẹ lẹ các bạn. Tại lần đầu quay nó hơi chậm các bạn ơi. Mấy anh em mình bắt đầu chiên cá nữa là ăn cơm được nha các bạn ơi. Quá trời lâu luôn. Lần đầu tiên làm nó hơi bỡ ngỡ quá trời, không biết gì hết trơn. Có cái bếp một các bạn ơi. Này nữa xong rồi mình ăn cơm được đó. Cá chín các bạn ơi, mấy anh em mình đổ ra dĩa rồi thưởng thức các bạn. Dữ lắm anh em, ai cũng đói chân các bạn. Đói rung mình chân này. Đói rung mình. Giờ mình thấy là dữ lắm đói bụng rồi. Giờ hôm nay với cái chảo cái kho dữ lắm đói nha các bạn. Trời chuyển mưa quá trời luôn các bạn ơi. Rồi mấy anh em mình nấu cơm xong các bạn ơi, đồ mình ăn cũng xong rồi. Giờ mấy anh em mình thưởng thức các bạn. Sáng giờ ai cũng đói dân rồi. Sáng giờ lo đi bắt các bạn ơi. Rồi dứt đi, ăn đi. Trời chuyển mưa cũng dữ lắm, chuyển mưa rồi. Đầu bếp dứt thử rồi. Ủa? Ừ. Mời các bạn nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Ăn tôm chiên giòn chấm nước mắm trời. Ngon thiệt các bạn. Không phải mình đói nha, mà ngon thiệt. Ừ, thì thử đi. Thử đi comment anh Tư nè. Thử đi, nó làm rồi, nó của đầu bếp làm, đầu bếp phải hay ngon rồi, thử đi. Rau luộc nha các bạn. Rau luộc đi. Ừ, rau luộc. Cắt cái này cho cay không? Không, ăn được đó. Không cay đâu, dứt thử đi. Phải rồi. Mời các bạn nha các bạn. Quốc miếng rau ơi. Ôi, hai anh em ăn kìa. Á thèm không? Mình gần hết chén rồi các bạn. Đói rồi bạn ơi. Trời ơi là trời. Thèm không vậy? Quá thèm luôn chứ, mình quay mà thèm quá trời thèm các bạn ơi. Hai chén rồi các bạn. Hai chén rồi các bạn. Anh bảy giờ phải ngủ. Ra đó. Mời các bạn nha các bạn. Mình giấc ngủ. Mời bạn không? Ngon thiệt rồi. Ngon không biết từ. Rồi ăn ngon không nói gì hả? Chấm hai lục ngon. Ừ.
cơm cháy nè, cơm cháy mình trang giùm cái nào. Trang giùm cái miếng đó đây. Ừ. Tiêu vô ừ. Ừ. Vậy. Cái bữa các bạn cơm cháy nha. Hết bữa chắc kêu mẹ cứ chồng cho em luôn quá. Nấu đồ ăn ngon quá, có chồng được rồi. Bếp, bếp mình nấu ăn im quá các bạn ơi. Mời các bạn nha bạn. Cái này nấu bông mà 3 lít hơn lít rưỡi sao mà. 3 lon quất tí xíu rồi hết rồi. Thoáng mát anh Tân. Cứ gì nhỏ nữa. Không có gì tốn tiền hết. Máy lạnh thì máy lạnh không đồng, không có tốn điện. Đó, trời rất là mát luôn các bạn ơi, trời rất là mát luôn á. Luôn các bạn nha bạn. Cá mập rồi. Rồi mấy anh em ăn nãy giờ cũng ngon nha các bạn. Rồi, cơm nãy giờ muốn hết rồi kìa. Mưa. Kìa cơm quá trời kìa. Chứ mà trời cũng chỉ mưa tối hù nha các bạn ơi. Quá là ngon, lâu lâu làm bữa cơm thì cực kỳ các bạn, lắm cực luôn, nhưng mà rất là ngon luôn các bạn. Thành quả đâu lại thành quả rất là ngon luôn. Ba lon gạo nha các bạn, anh em mình ăn ít chiều ha. Ba lon hết trơn. Miếng cơm cháy vậy các bạn. Các bạn thấy hay nhá, like và đăng ký kênh giúp mình nha các bạn. Bạn nhớ theo dõi video tiếp theo của mình nha các bạn. Các bạn có ý tưởng gì hay nhớ comment dưới cho mình. Trong khả năng mình sẽ cố gắng làm nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn nha.